Công tôn sách Liêu Khải Trí qua đời sau vài tháng phát hiện bệnh. Liêu Khải Trí là diễn viên phụ hàng đầu của màn ảnh Hồng Kông, Trung Quốc. Cuộc đời ông trải qua nhiều biến cố, chịu nỗi đau mất người thân và cồng cánh trên gia cả gia đình. Tới ngày 28 tháng 3, showbiz Hồng Kông tiếc thương trước tin tức nam diễn viên Liêu Khải Trí qua đời ở tuổi 67. Theo thông báo từ công ty quản lý, tài tử vô gián đạo ra đi lúc 20 giờ 30 phút tại bệnh viện sau vài tháng chống chọi căn bệnh ung thư dạ dày, sinh nhật cuối cùng của Liêu Khải Trí. Với trái tim chân thành, chúng tôi xin thông báo Liêu Khải Trí trí thúc yêu quý của chúng ta, đã qua đời vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 28 tháng 3, anh ấy ra đi thanh thản và bình yên, công ty Jensen Entertainment Development thông báo. Gia đình cảm ơn sự chăm sóc chú đáo của nhân viên y tế những tháng qua, cảm ơn sự quan tâm và những lời cầu chúc, đồng viên của giới truyền thông lẫn công chúng khi hay tin lưu khải trí mắc bệnh hiểm nghèo. Chúng ta không ai muốn trời bỏ anh ấy, nhưng vẫn phải đối diện với sự thật đau lòng. Nơi thiên đàng, Lưu Khải Trí sẽ sống cuộc đời hạnh phúc, đơn vị giết lời tri ân. Theo HK01, Liêu Khải Trí rơi vào tình trạng nguy kịch vào đầu buổi chiều ngày 28 tháng 3, cánh ký giả đã chụp được hình ảnh nữ diễn viên Trần Mẫn Di rời khỏi phòng ICU với khuôn mặt và phạt. Lúc đó, bà từ chối tiết lộ bệnh trạng của chồng. Truyền thông Hồng Kông cho biết tinh thần của Trần Mẫn Di hiện tại vô cùng suy sụp. Năm 2006, bà từng hóa điên sau khi con trai út qua đời vì bệnh ung thư. Do vậy, sự ra đi của Liêu Khải Trí như lặp lại bi kịch năm xưa. Công chúng lo ngại nữ nghệ sĩ sẽ khó lòng vượt qua cú sốc. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự thương tiếc. Mong mong an nghỉ và gửi lời chia buồn đến gia đình cố nghệ sĩ, lại thêm một mảnh ghép trong ký ức tuổi thơ của tôi ra đi. Sau ngô mạnh đạt, Sobit biết Hồng công tiếp tục chứng kiến một cây đa cây đề trời bỏ trần thế, một khán giả để lại bình luận, trí thúc thân mến, cháu rất dinh dự khi được hợp tác với chú, tạm biệt chú, Huỳnh Tông Trạch chia sẻ, mãi mãi không quên trí thúc, là những dòng trạng thái tri ân của Lý Nhật Đồng, chân tử đan, trần pháp dung, Ôn bích hạ, tôi và anh trí biết nhau từ thổ là thiếu niên, cách đây hai tuần, chúng tôi còn cùng nhau đón sinh nhật. Anh ấy rất vui khi nhận được thiệp chúc mừng và nghe ca khúc chúng tôi hát tặng, nữ nghệ sĩ gạo cội bào khởi tình đau buồn tiết lộ. Theo bà xã của Liêu Khải Trí, nam diễn viên phát hiện mắc ung thư vào cuối năm 2020. Sau khi biết bệnh tình, ông lập tức dừng đóng phim, nhập viện điều trị. Mặc dù tình hình sức khỏe không mấy khả quan bởi tế bào ung thư di căn nhanh, ngôi sao vô gián đạo vẫn sống lạc quan, tin tưởng bản thân sẽ chiến thắng bệnh tật. Do vậy, nam diễn viên giữ kính tình trạng sức khỏe sa sút với cả bạn bè lẫn đồng nghiệp trong giới. Trong thời gian chống chọi bệnh tật, ông từng trải qua cơn thập tử nhất sinh, nhưng vẫn nhất quyết dặn dò giờ không được thông báo đến bất kỳ ai, ngoại trừ người thân, để tránh gây quan mang, lo lắng. Phải đến ngày 23 tháng 3 khi báo chí đưa tin trọng trải, số đông mới biết về bệnh tình của ông. Tôi già rồi, mấy mốc còn hư hỏng nói gì đến cơ thể con người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Sức khỏe là quý nhất, mong mọi người trân trọng và giữ gìn. Hãy an tâm rằng tôi vẫn ổn và sẽ sớm hồi phục. Liêu Khải Trí lạc quan chia sẻ trong cuộc phỏng vấn cuối cùng với giới truyền thông một bác sĩ giấu tên chia sẻ với On Trần Liêu Khải Trí luôn tin tưởng bản thân sẽ sớm khỏi bệnh, trở lại màn ảnh. Ông chưa bao giờ than giảng nửa câu, luôn cố gắng ăn đủ ba bữa mỗi ngày và tập luyện thể dục trong suốt quá trình xạ trị đau đớn. Do vậy, sự ra đi đột ngột của Liêu Khải Trí để lại niềm tiếc thương vô hạn, công hiến trọn đời cho nghiệp diễn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nóng 24 giờ. Xin hãy nhấn đăng ký và theo dõi những tin tức mới nhất.